trong nhà Phật mình có cái câu đó là thiền trà nhất vị. Có ai nghe câu này chưa? Son cha in mi, tức là thiền trà nhất vị. Đó là lý do hôm nay cô muốn giới thiệu với quý Phật tử cái phương pháp thực tập này. Khác với mình đi học trà đạo, khác với mình đi uống trà, người Phật tử mình phải biết thực tập thiền ngay cả khi mình đi đứng nằm ngồi, trong đó có uống trà. Tại sao gọi là thiền trà nhất vị? Bởi vì thiền là mình cần quay về với lại với gì? Với năm cái giác quan của mình, đúng không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, bao gồm cả ý thức. Là lúc mình ngồi thiền mình phải sao? Mình phải định tâm. Có nói chuyện không? Không. Nguyên tắc đầu tiên và căn bản nhất của thiền trà là không nói chuyện, tức là chánh niệm. Không nói chuyện thì mình mới lắng nghe được hơi thở, phải không? Cô giảng hoài mình có nghe cái sự nóng nóng ra vô không? Sao cô bắt con ngồi chi buồn ngủ vậy, hát múa cho nó đỡ buồn ngủ không? Không. Mình phải có 10 phút ngồi yên mỗi ngày. Chi? Mình sống với chính mình, sống với bản tâm chân thật của mình. Lúc đó mình có giận, buồn, thương, ghét, đấu tranh, đố kỵ, nói xấu, hơn thua không? Không. Tạm thời bỏ xuống. Mình nghe cho rõ, mình nhìn cho kỹ và mình thấy những cái giác quan của mình. Vậy thì khi uống trà, tại sao lại coi giống như là ngồi thiền vậy? Bởi vì uống trà, khi mình rót trà, ở đây do điều kiện mình hạn chế, không có chuẩn bị được tách trà cho quý Phật tử, chứ đúng là mỗi người phải có một bình trà, thì mình rót trà xuống, mình sẽ nghe tiếng nước chảy. Thấy không ạ? Nghe tiếng nước chảy, đó là nghe bằng gì? Tai, đúng rồi. Tai xong rồi khi mình cầm lên thì sao? Mình biết chén trà nóng hay lạnh hay nguội. Đây là xúc, tiếp xúc vào. Và mình có uống liền không? Không, mình đưa ngang mũi như vậy, chứ không phải là đưa cái mũi xuống hít như vậy nha. Cái cổ phải thẳng, cái cổ phải thẳng, cái lưng phải thẳng. Tại sao? Mình đang ngồi thiền mà. Và mình bưng ly trà ngang sao? Ngang tầm mắt chứ. Mình thấy được cái gì? Hồng trà. Vậy thì trà này màu hồng đúng không? Vậy cái đó là lúc mình nhìn bằng mắt. Có phải ngồi thiền không? Xong rồi mình đưa gần lại thì sao? Mình nghe cái mùi. Trà có mùi thơm không? Các chị mà ngồi gần cái hoa ly đó thì chắc nghe mùi hoa ly không rồi. Thì mình nghe bằng mũi. Tới khi mình đưa vào miệng thì như nào? Mình tiếp xúc là môi, tay của mình tiếp xúc với trà. Mình biết là cái tách này, cái cảm xúc khi đưa đến miệng nó như nào. Và uống một ngụm vào thì mình biết là trà có vị như thế nào. Không uống xong cái gì vậy? Có ai uống trà vậy không? Tuyệt đối không nha. Uống xong đắng quá. Có ai làm vậy không? Không. Ở bên Hàn Quốc á, nếu như mà mình uống hớp đầu tiên có ai cũng quên sết không? Uống một cái cạn xong rồi vũ rớt hụt nào xuống. Không nha. Một tách trà như vậy mình phải uống khoảng mấy lần? 3 lần. Và có cầm một tay như sư cô không? Không luôn. Tại cô phải cầm micro, nó lấy cái mic của cô rồi. Chứ bưng trà là phải chén trà trong hai tay, chánh niệm dâng tròn đầy, tâm và thân an trú, bây giờ và tại đây. Nhờ nói như vậy có lại cái mic nè. Đó. Rồi, mình nghe rõ không? Rồi, ok ha. Thì khi mình cầm trà lên, lần sau mà mình đi chùa hàng cũng vậy nha. Mình học cái cách uống trà, mình phải bưng tay lên, tay phải cầm trà và cái trái nâng chén như vậy, bốn ngón trà. Tay này sao? Bao lấy cái ly trà, chứ không phải cầm vậy, cầm dảnh ra như vậy. Không có cầm dảnh ra như vậy. Lấy bốn ngón tay này, ôm lấy cái tách trà và cầm như vậy, được chưa? Nâng lên như vậy sao? Mình trân trọng cái người đã pha trà cho mình. Và khi mình nâng lên thì sao? Mình cũng nâng luôn chứ không phải cái tay này dè ra nữa.
Không dè ra, uống một ngụm để xuống và mình uống từ từ cho tới khi hết trà nha. Đây là cách uống trà ở trong nhà chùa. Vì sao? Cô nói rồi, có cầm lên uống một cái ực không? Có cú đầu xuống hít hít ngửi ngửi không? Không. Uống xong rồi có khà ra, rồi có chê đắng, chê nhạt, chê cay không? Không luôn. À, và uống là để mình tập nhìn lại năm giác quan của mình trong khi uống chén trà này. Chánh niệm dâng tròn đầy, thân và tâm an trú, bây giờ và ở đây. Ha. Thì đó là cái ý nghĩa tại sao mà uống trà trong nhà Phật được xem là thiền trà như vậy. Rồi ví dụ mà mình uống trà xong mình thấy trà nhạt quá thì sao? Trà nhạt quá mình có chê là nhạt quá không? Nhưng mà mình cũng phải hint thư cho cái người pha trà biết là tuần trà sau sẽ pha đậm thêm một chút. À, thì mình sẽ khen như thế nào? Vị trà này thanh đạm quá ha. Tiếng Hàn là gì? Tham sun han ma sim ni da. Thì cái người pha trà sẽ sao? Hiểu rằng trà đang nhạt và sẽ pha thêm. Còn nếu trà đắng quá thì sao? Ôi trời trời, đắng quá, nhăn nhăn nhó nhó là cũng không được. Mình nhấp một cái để xuống biết đắng rồi thì sao? Trà vị đậm ha. Thì mình nói là sao? Trà thơm tục thức khan mà xin gì đà. Thì mình đừng có dùng những cái từ mà nó quá là tiêu cực. Đó là trong cái uống trà. Còn thêm một cái nữa, ở đây á, điều kiện mình không có như nhà chùa của mình nên sư cô không chuẩn bị khay trà được. Ở trong chùa người pha trà mình gọi là gì? Trà chủ. Người pha trà là trà chủ. Còn người uống trà là gì? Trà khách. Cha khách. Người uống trà là trà khách. Thì không phải ai cũng được pha trà. Chỉ có một trà chủ thôi, là một vị thầy đức độ. Tại sao phải để người lớn pha trà? Khi pha trà phải lắng lòng thanh tịnh, dùng hết tâm sáng trong. Ba nghiệp thanh tịnh thì trà mình pha ra cái đó là thuốc để nuôi dưỡng mình. Còn mình lao sao trong khi mình pha trà thì sao? Người uống cũng không có được thanh tịnh. Đó là lý do từ cái lúc mà pha trà cho tới lúc mà gửi trà ra cho mọi người thì người trà chủ không có đứng dậy khỏi cái chỗ ngồi. Và nếu như đại chúng đông như ngày hôm nay của mình thì sao? Thì mình sẽ có trà đồng. Trà đồng là cái người gì? Phụ đi rót trà. Hôm nay chị Yến làm cái nhiệm vụ là trà đồng đó. Vậy thì nếu như sao trong một cái đại chúng, để hôm nay là mình học cái cách lần sau mình pha trà. Ví dụ mình hết trà thì sao? Chị cho em ly trà có vậy không? Không. Hết trà thì mình giơ tay. Nếu mình muốn thêm một ly nữa thì mình chỉ giơ tay. Và trà đồng là người à, thấy không? Cô vừa nói xong là minh họa hiện thực luôn. Em livestream á hả? Em quay đại chúng cũng được. Đó, thấy Giang không? Khi mà Giang muốn uống thêm một ly trà thì giơ tay. Và đây là một buổi thiền, cho nên mọi người luôn chánh niệm. Trà đồng biết rằng mình phải luôn nhìn bao quát đại chúng. Chỉ cần một cánh tay giơ lên là mình sẽ biết là người đó cần trà. Thì trà đồng sẽ rót thêm một ly trà. À, đó là trường hợp đại chúng đông. Còn nếu không đông, giống như mỗi lần sư cô mời trà Phật tử á, người Hàn Quốc á, là tại sư ông với sư bà cũng rất là lớn tuổi và Phật tử thì đông, không có tiếp khách cả ngày được. Thì sư cô cũng ra tiếp giùm cho sư ông sư bà nghỉ. Thì một lần tiếp như vậy khoảng 4 đến 8 người là tối đa. Thì chính sư cô pha trà và truyền xuống. Quan trọng là chánh niệm. Và tại sao mình tổ chức thiền trà? 30% của buổi thiền trà là để thực tập chánh niệm. Nãy cô nói rồi đúng không? Mình đã dành 15 phút để ngồi thiền, đúng không? Vì cái điều kiện thời gian hạn chế. Hai nữa là vừa mới ăn cơm no rồi trời thì lại tối tối như này. Cô sợ mà nửa tiếng là quý Phật tử ngủ luôn, còn mình cô. Cho nên cô cho xả thiền sớm. Nhưng mà thông thường là mình sau khi định như vậy thì sao? Thân và tâm của mình bắt đầu khả ra hạnh chai tà, đúng không? Hồi nãy mình còn lao sao, lăng xăng. Nhưng mà khi mình thấy mình tịnh khẩu, tịnh thân một cái ý mình nó bắt đầu tịnh dần đi không? Bắt đầu vào trong chánh niệm thì mình mới bắt đầu buổi thiền trà.
Thì khi mình uống ly trà đầu tiên, như cô nói ha, thường là Phật tử thấy là trong chùa quý thầy không có rót mà kê sát cái miệng ly như này. Vậy thì sẽ không nghe tiếng nước chảy, đúng không? Cho nên quý thầy luôn để cao như vậy để nghe tiếng nước chảy. Đây là mình thực tập thiền. Và khi mình uống như vậy là mình cũng thực tập ngũ căn của mình, cô nói rồi. Và ý thức mình luôn chánh niệm, bây giờ và ở đây con uống ly trà này, được không? Nếu như quý Phật tử trong cuộc sống mà hôm qua cô dạy lớp biên phiên dịch Phật học á, có một đoạn sư bà nói hay lắm. Ví dụ như là ma mi tap tap pa ku, hoặc là chong si ni buk chap hai te o tok ke ma men tha su ri su yi su kai o. Là khi mà tâm mình rất là rối loạn, phiền não, mà mình cũng rất là mệt mỏi và nhiều suy nghĩ như vậy, thì mình dùng cách nào để điều phục tâm? Có phải mình rơi vào những trạng thái đó không? Hoặc những lúc mình rất là hồi hộp, mình lo lắng, mình bất an, hoặc những lúc mình đang rất là nóng giận, thì những lúc này cô khuyên là hít thở, đúng không? Hít thở, và lúc đó sao? Hít sâu, thở đều 10 hơi, xong đó mình uống một ly nước vào, thì cái độ nóng của mình nó sẽ giảm xuống, cái sự bất an của mình nó cũng giảm xuống, và cái tâm bục chấp ha tà của mình nó tạm thời trụ lại trong cái lúc uống trà. Đây là cái cách mà nếu mình ở một mình ở nhà, không có thầy cô hướng dẫn, thì những lúc đó mình phải điều phục như nào. Hôm qua cô có nghe một cuộc điện thoại của một chị Việt Kiều Việt Nam ở Campuchia. Biết chị gặp cái chuyện gì khổ đau trong cuộc đời ghê lắm, mà chị nói là chị không biết đọc chữ Việt Nam luôn. Chị nói lơ lớ à, tức là nghe và nói được, chứ còn viết chữ là viết không được. Cho nên chị phải gọi điện thoại, chị nói là chị muốn tự tử chết thôi. Rất là bế tắc và rất là bấn loạn. Mà chỗ chị ở là không có chùa Việt, cũng không có người Việt để mà tâm sự nhiều á. Thì những cái lúc mà mình rơi vào bế tắc mà chỉ có một mình thì như nào? Mình cần phải tự chữa lành cho mình, đúng không? Chữa lành bằng cách là hít thở và ngồi xuống dùng một ly trà. Đây không phải là mình chối bỏ hiện thực, mình đi tìm vui trong quên lãng, không có. Mà mình để cho mình chánh niệm và bình an. Khi mình hồi hộp, sợ hãi, lo lắng và bất an, mình không thể đưa ra quyết định đúng đắn được ha. Và mình sẽ càng bế tắc. Những người mà trầm cảm á, những cái đoạn này á, mà ngồi xuống mà kêu người ta thiền là sao? Người ta chết không chừng á, tự tử luôn. Vậy thì cái lúc này cái việc mà hít thở và uống trà rất là quan trọng ha. Đó là 30% nội dung đầu tiên của buổi thiền trà. Thì hôm nay cô giới thiệu cho quý Phật tử biết cái cách thiền trà trong nhà Phật là như thế nào, tại sao uống trà lại như ngồi thiền như vậy. Giờ mình tập ở nhà cũng vậy, buổi sáng sau khi mình tụng kinh công phu, mình có thời gian, mình ngồi thảnh thơi 5 phút thôi, mình uống một ly trà trong chánh niệm và hít thở được không? Bước đầu ngày xin bước bước yêu thương. Khi mà cô lúc trước cô hay đọc cho quý Phật tử nghe một bài thơ đó, mở mắt ra thì sao? Sao có nhớ bài thơ đó không? Sáng dậy cười một cái, tự soi mình trong gương, trời ơi không tin nổi, mình quá là dễ thương. Đúng không? Sáng dậy cười một cái, tự soi mình trong gương, trời ơi không tin nổi, mình quá là dễ thương. Xong rồi mình vệ sinh rửa mặt xong, mình ăn cơm có người công phu xong, mình xuống mình uống một ly nước, mình ngồi mình hít thở như vậy. Bước đầu ngày con xin bước bước yêu thương. Vậy mình thấy có phải khởi đầu một ngày mới của mình nó tràn đầy bình an và hạnh phúc không? Với cái tâm thế đó, mình đừng tiếc 5-10 phút để định tâm mỗi sáng. Với 5-10 phút đầu tư đó, mình có một ngày dài sống trong an lạc và chánh niệm. Vậy có đỡ không? Đó, nên tập trung như vậy nha. Mình cứ chồng con sáng ra lon này bú sữa, lo cho đứa kia đi học, lo cơm nước cho chồng. Mình cứ quần quật như vậy á, mình rất là dễ đánh mất cái chánh niệm và bình an trong mình. Rồi cái gì không như ý mình là mình dục chạc, mình chửi bới, mình mắng mỏ. Ngày mình sống trên cuộc đời này nó có giới hạn, cho nên mỗi ngày mình sống như thế, đây là một ngày vô cùng quý giá. 24 giờ thật tinh khôi của mình, 24 giờ mình nguyện sống hạnh phúc, chánh niệm, tỉnh thức. Chứ 24 giờ mình đừng sống trong địa ngục khổ đau, bận rộn, bận máy rồi nó cũng hết giờ, kiếm tiền hoài nó cũng không có đủ, phải không? Không bao giờ đủ hết. Thành ra mình phải biết đủ trong giây phút này. Đây là cái mà cô muốn chỉ cho quý Phật tử về nhà thực hành.
Chứ bây giờ một tháng mới được có ngày đến chùa, mà 2 năm con mới tổ chức thiền trà một lần. Vậy nhà 2 năm qua mình làm gì? Phải không? Rồi về mình tập 10 phút buổi sáng nha. Đây là cái thông điệp đầu tiên. Thông điệp thứ hai cô muốn gửi đến Phật tử, đó là cái giờ phút thiền trà là giờ phút rất là quan trọng. Như khi sáng cô có nói đó, ở các cái làng mai, trung tâm thiền tập của sư ông Nhất Hạnh, sau khi tu tập 3 tháng mới được mời vào thiền trà. Mời vào đây để làm gì? Để chia sẻ kinh nghiệm chuyển hóa thân tâm. Hiểu không ạ? Tức là mình mời mọi người cùng chia sẻ cái kinh nghiệm tu tập, cũng như ai có những khó khăn, bất trắc hoặc thắc mắc, hoặc là một cái khúc mắc nào trong đời tu, trong đời sống, mình nhân cơ hội này để chi? Bày tỏ và chia sẻ. Không phải nói vạch áo cho người xem lưng, mà là nhờ cái năng lượng của đại chúng. Cô nói ví dụ, gia đình gặp một cái biến cố, chồng mình thay lòng đổi dạ có người mới, hoặc là mẹ chồng gây khó khăn cho mình trong cuộc sống, mình không đủ từ bi để bao dung cho mẹ chồng, mình không đủ từ bi cho cái người mà đã hại mình, vu oan giá họa hoặc là bêu réo mình, thì ngay trong giờ phút này, với cái năng lượng chánh niệm và tỉnh thức của đại chúng, con nguyện xin nhận cái năng lượng đó bình an và chuyển hóa cái oán trách đó, cái oán thù gút mắt còn sót lại đó trong gia đình và những người thân. Mình gỡ ra. Oan trái nên gỡ, đừng nên kết. Ví dụ bình thường ở nhà mình không đủ dũng khí để tha thứ, để mà từ bỏ một cái thói xấu nào đó. Trước đây cô có gặp một anh này là bình thường cũng tốt lắm, nhưng mà anh bị cái bệnh là mê đánh bài á. Mê đánh bài. Nói chung không có xấu tính gì, nhưng mà cứ làm một thời gian là bắt đầu đi đánh đề, đi đánh bài, mà bao nhiêu tiền là hết. À, anh quyết tâm anh bỏ bao nhiêu lần là không có được. Thì có một hôm đi Ấn Độ đó, thì với năng lượng của đại chúng, khi mà ngồi thiền mà ngắm mặt trời lên như vậy, thì đại chúng tay trong tay và cầu nguyện. Thì ngay đó ảnh phát một cái nguyện rất lớn là: con nguyện từ đây về sau thì con nhờ cái năng lượng của đại chúng luôn thức tỉnh cho con, để con có thể bỏ cái nghiệp đánh bài này. Và lúc đó ảnh xúc động khóc luôn. Và quả thật thì ảnh nói là sau đó ảnh bỏ được. Đứng trước một cái tập khí quá là dày á, mình không bỏ được. Mình phát nguyện trước đại chúng, có sự chứng minh của Tam Bảo, có Thầy Tổ, có Chư Phật, và có những người huynh đệ cùng tu tập với bên mình, thì mình phát huy cái đó để mình chuyển hóa. Chứ mình bỏ được cái gì, có phải mình được giải thoát khỏi cái đó không? Mình bỏ được cái tật xấu nào, có phải mình được thảnh thơi khỏi cái thói xấu đó không? Người nào mà nghiện rượu, nghiện cà phê, có bỏ được cái đó thì phải được ung dung tự tại không? Ví dụ mà mình còn gút mắt gì thì mình chia sẻ. Đây là cái cơ hội để cho mình nhìn lại, thành thật nhìn lại trong suốt thời gian qua. Con sống là có quay lại nhìn con không? Con sống có biết làm lành hướng thiện không? Có biết bố thí trì giới cúng dường tu tập thanh tịnh không? Hay là con chỉ sống cho mình thôi, đúng không? Bữa nay mình tắm ông Phật là mình làm cho Đức Phật đản sanh trong lòng mình, trong mỗi sát na. Mình sống vị tha hơn là vị kỷ. Cô nói hoài, người tu không phải là đi trốn trong chùa để lấy cái trốn trong cái bóng nắng của chùa, mà người tu hành phải phát nguyện là cây đại thụ để che mát cho đời, che mát cho cái cháy da phỏng tráng của đời. Chứ ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ dành phần ai, đúng không? Bây giờ ai đi tu, đi qua vô chùa cũng muốn cầu bình an, tu cho gia đình con thôi, con vun vén gia đình con thôi. Cái đó là vị kỷ. Mình phải tập cái hướng cái tâm vị tha. Có thể con chia sẻ điều này ra trong quá trình tu tập của con, trong gia đình của con, để mọi người lấy đó làm tư lương. Để chi? Để sửa đổi cho mình, để sắc tấn cho riêng mình. Điều này rất là quan trọng trong buổi thiền trà. Cho nên hôm nay cô xin khuyến khích quý Phật tử, ví dụ trong suốt thời gian qua, trong quá trình mình đi tu tập, mình có trải nghiệm gì, mình có cái ấn tượng gì, mình có kinh nghiệm gì, hoặc là từ sáng đến giờ trong cái thời khóa tu con đã thành tựu được gì. Ví dụ đơn giản thôi, trưa nay ăn cơm con đã không hề nói chuyện, vậy có phải đó là thành tựu không?
thành tựu lớn của mình, hoặc là con có những cái thăng hoa trong đời sống tâm linh, hoặc là con nghe pháp thoại nào đó của sư cô và con đã ứng dụng hành trì như vậy, vậy thì mình có thấy có giá trị không? Thì giờ là giờ quý Phật tử có thể chia sẻ với nhau, chứ không có phải là ngồi giới thiệu tên, con đến từ đâu, con qua hàng mấy năm rồi. Không, hôm nay mình không có chia sẻ điều đó ha. Mình chỉ chia sẻ kinh nghiệm và ví dụ, mình có thắc mắc gì trong cuộc sống vợ chồng, trong cuộc sống ở Hàn Quốc, thì mình có thể là nêu câu hỏi. Thì làm gương đầu tiên cô sẽ chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình, rồi sau đó là sẽ chuyển mic nha. Mình sẽ ưu tiên cho những người xung phong. Hôm qua, hôm thứ sáu là cô đi làm ở trong siêu thị Imac để làm rau á. Mình có chương trình là góp công xây chùa đúng không? Mình đi phát nguyện làm một ngày công quả để mình đem cái tiền công đó góp vào quỹ xây chùa. Hiện tại thì đang dịch bệnh Covid. Phật tử thì cúng dường cũng không có nhiều vì ai cũng khó khăn. Do đó thì đạo tràng phát tâm, ai mà có thời gian mà đi làm được một ngày trong tuần á, làm thêm một ngày trong tuần làm A3, thì mình lấy tiền công đó để góp vào quỹ xây chùa. Thì sư cô làm gương, tuần nào ít nhất cũng một ngày đi làm công để góp vào quỹ xây chùa. Tuần này sư cô có khóa tu ngày chủ nhật, cho nên là sư cô đi làm ngày thứ sáu để chủ nhật có khóa tu với mọi người. Thì tuần này sư cô đi làm ở trong một cái siêu thị mà rất là đông người Việt quý vị. Siêu thị Imac ở Incheon á, rất là to luôn. Trong đó ít nhất là 50 người Việt á, có khoảng 40 người Việt mình là làm hợp đồng chính thức á. Còn A3 thì còn đông hơn nữa. Thì sư cô được phân vào cái xưởng mà làm rau. Làm rau tức là mình coi rau nó có bị sâu không, nó có bị hư không, rồi mình xếp rau vào trong bịch cân ký đóng gói đem ra. Thì cái công việc ở cái chỗ cô làm được đánh giá là một trong những khâu nó hơi mệt, lý do là đứng từ sáng tới chiều và phải cúi xuống nhìn rau như vậy, rất là đau cổ, đau vai và đau chân. Thêm một cái nữa là cái kho đó nó rất là lạnh. Nó lạnh giống như là mình mở cái tủ lạnh mà tủ đá ra vậy đó. Rồi mình đứng nó từ sáng tới chiều vậy đó, vì nó rất chi là lạnh. Thì đó là một trải nghiệm. Nhưng mà ở đây cái kinh nghiệm tu tập của cô muốn kể chuyện này cho quý Phật tử nghe. Có ba chị Việt Nam là làm nhân viên chính thức ở trong cái chỗ mà cô làm luôn, mà các chị là rất là giỏi. Các chị lên tới truyền trưởng luôn á. Tức là các chị làm giỏi tới mức mà được làm truyền trưởng luôn. Các chị làm rất là lanh tay và các chị rất là hiền. Phải nói là làm rất giỏi. Ban đầu thì các chị không biết cô người Việt Nam. Thì tại vì mặc mấy lớp bảo hộ, còn đeo khẩu trang kính mít, mà mình vào thì cũng làm túi bụi cho kịp á, chứ mình làm chậm là bị mắng, cho nên không có thời gian để mà nói đâu. Thì tập trung làm chậm là bị mắng, cho nên cô cũng không có cơ hội để mở lời ra nói một câu nào. Thành ra các chị cũng không biết mình quốc tịch nào. Thì chỉ nghe các chị nói chuyện với nhau thôi. Thì chị kia làm rất giỏi. Nhưng mà cùng làm với sư cô có một hai bạn, thôi không nói quốc tịch nữa, không phải người Hàn cũng không phải người Việt, nói ra nói con mình phân biệt chủng tộc nữa. Tóm lại là hai bạn người nước ngoài khác, cao to vạm vỡ, nhưng mà lại rất chi là làm biếng, siêu làm biếng luôn. Làm rất là chậm luôn. Cái người mà người ta chịu làm thì mình biết rồi, công việc lao động tay chân thì chỉ có làm lẹ dùm cái để rồi ai cũng được nghỉ, phải không? Nếu mình làm chậm thì sao? Người cùng làm với mình sẽ... Đúng rồi, phải làm nhiều hơn. Mà hai em đó là tạo mọi cơ hội để làm chậm nhất có thể. Là các em cứ xếp cái này rồi nhìn, xếp cái kia rồi nhìn, xong rồi không thấy ai nhìn á là ngồi đứng yên luôn. Xong làm một hồi hỏi bác kia là bác ơi con có được đi vệ sinh không? Xong rồi hai bạn ngồi nói chuyện với nhau bằng tiếng nước mình á. Nói mãi như vậy mà mình vừa nói vừa làm như vậy, làm sao mà có công suất. Cả một buổi sáng là cô làm chung với hai bạn đó. Thành ra cái tiến độ mà để cho kịp thì sao? Mình phải ráng làm gấp đôi, gấp ba. Vì nếu không ra kịp hàng là bị mắng thôi, chỉ bị mắng thôi. Nhưng mà mình có dám nói gì không? Thân phận mình cũng A3 mới vô mà. Mình còn sợ bị mắng muốn chết. Nên cô nín thở mà làm luôn á. Cứ tới khi mà ăn cơm xong vô lại ca chiều á, thì á
cái cô cứ chảy nước mũi vậy nè, tại vì nó lạnh quá. Thì lúc mà mình kéo khẩu trang xuống để mình quẹt mũi á, thì cái mình kêu lạnh quá, buộc miệng mà nói ra tiếng Việt á, lạnh quá đi. Cái chị kế bên chị mới nói, ủa em người Việt Nam hả? Nói dạ. Chị nói, ủa sao em không băng bao tay? Đó là không có biết á, cô đi làm mà không có biết, đó là làm cái kho lạnh như vậy thì bên trong người ta sẽ mang một cái bao tay là bằng len bằng gì đó, rồi người ta mới mang cái bao tay nhựa vào. Nhưng không ai bày, cô cũng không ai cho bao tay hết, nên cô chỉ mang cái bao tay nhựa thôi. Thì giống như mình bóc đá từ sáng tới trưa vậy đó. Vì rau nó từ trong kho lạnh, nó lạnh kinh khủng lắm, mà bóc nước bóc đá như vậy thì cô cứ chảy mũi nước ròng ròng như vậy nè. Thì cái chị mới nói, ôi sao em không mang bao tay hả? Cái chị mới cho cô một đôi bao tay, cảm ơn quá chừng luôn. Cái đèo vô mới thấy nó ấm áp sẵn. Cái chị mới nói là sáng giờ thấy em làm cũng nhiệt tình ghê, ăn trưa sao không ăn cơm, không ăn thịt? Tức là tại vì cái tiệm đó người ta cho ăn bulgogi đó, rất là ngon luôn. Cái công ty đó là ăn sang lắm, cho nên nó là bulgogi mà các bạn nam là ăn một thao như vậy luôn á. Nhưng cô thì không có ăn được thịt, cho nên cô chỉ bới miếng cơm và bỏ đậu phộng với lại đồ ăn của mình. Thì chắc có mấy chị Việt Nam nhìn thấy á, thì chị nói hồi trưa thấy ăn ít mà giờ làm cũng giỏi ha. Cái chị mới ngoắc qua bên làm với chị. Tức là Alba thì mọi người ai cũng sợ, tại vì Alba làm kém á, không ai muốn đưa vô truyền mình hết á. Thì chị mới ngoắc qua bên chị như này. Xong cái mới nói, cái ngoắc qua bên này thì sao, cô đi rồi bên kia hai bạn kia làm tốc độ như nào sẽ lòi ra phải không? Thế là các chị Việt Nam tức quá trời tức luôn. 4 giờ chiều rồi mà còn làm chưa xong như vậy thì các chị phải tăng ca đến khi nào? Mình ai ba hết giờ mình về, nhưng cái người nhân viên đó người ta phải ở tăng ca tới 7-8 giờ để người ta làm cho xong. Thế là các chị mới phát hiện ra hai con bé kia không hề làm gì, chị mới ngoắc qua đây nữa, tách ra khỏi nói chuyện. Qua rồi chị mới nổi điên lên cái thái độ mà là như vậy, bắt đầu chị mắng thôi là chửi tục. Rồi là mắng luôn, là nói mãi mà nó vẫn không chịu á. Ví dụ mình chịu khó mình làm nói thì hiểu đúng không? Nếu mình nhìn nhau mà mình nhường nhau mà mình cố gắng mình làm, nó thể hiện mình không cần môi miệng, mình chỉ cần làm nhiệt tình. Nhưng mà hai em đó thì cứ cố làm chậm đến nhất có thể, thì chỉ mắng xối xả luôn. Thì chị tức quá đi, chị mắng xong rồi truyền trưởng xuống, tức là người Hàn Quốc quản lý xuống, thì họ nhìn thấy tốc độ rồi họ cũng nói cái bé kia là làm như vậy là không được á. Bởi vì em chỉ xếp cho đẹp thôi, mà lựa rau đâu phải để xếp cho đẹp mà bắt con sâu nó ra chứ. Xếp đẹp thì có ý nghĩa gì đâu. Nếu như vẫn còn sâu, vẫn còn dị vật thì vẫn bị phàn nàn rất nhiều. Thì nói chung là cãi qua cãi lại như vậy thì bé quản lý người Hàn mới la luôn cả chị truyền trưởng Việt Nam là một mình em làm giỏi thì có ý nghĩa gì? Phải chỉ cho anh ba làm chứ. Thì chỉ có nói là chỉ nhưng mà nó không nghe. Từ sáng giờ nó không hề nghe lời và nó không biết tiếng Hàn. Cái nó mới cãi lại, Hàn Quốc Marin Aratin Sui Star. Trời ơi, tự nhiên từ sáng giờ không nói tiếng Hàn câu nào hết. Ôi, thế là ông quản lý, Yip Chang của quản lý thì như nào? Rõ ràng cái chị Việt Nam này không chịu chỉ cho anh ba để nó làm sai. Mắng thêm chị một lần nữa, trong khi chị làm rất là giỏi và chị làm rất nhiệt tình. Chị đã mắng nó nhưng nó không nghe mà. Thì nó không nghe thì nó im luôn giùm cái. Ngay cái giai đoạn quan trọng nhất, nó nói là em biết nghe tiếng Hàn rõ ràng mà. Vậy thì có đồng nghĩa là sao? Là loa mấy chị Việt Nam là không chỉ dạy cho em. Ừ. Thì sau khi quản lý đi thì sao? Chị Việt Nam tức muốn nổ não luôn. Thì ngay đó cô có một cái nhận định trong cái đời tu của mình như nào. Ngay cả khi mình đi làm, mình làm với tâm chân thật, mình làm với hết lòng, và mình phải ý thức được câu nói của mình nó gây tác động như nào, đúng không? Lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói. Lúc chị chỉ cho mình làm rau sao mình không trả lời nê ấy cái tâm ni tạ đi. Mình cứ im như này, như thể hiện thái độ là không nghe, không thấy, không biết chị là ai, tôi ở đâu, tôi không quen chị đâu. Cứ vậy, tới lúc mà quản lý người hàng xuống thì như nào? Lại trả lời rất nhanh nhẩu, như kiểu là mình rành ghê lắm. Ừ. Vậy lỗi nó nằm ở những người xung quanh không có hướng dẫn cho em tận tình, trong khi ôi em lười đủ kiểu ra thôi. Chị kia có bận không? Thì sau khi mà chị mắng mỏ như vậy, và quý Phật tử biết là mình nghỉ 10 phút xong thì mình sẽ vào để làm tiếp cái ca còn lại. 6 giờ chiều là Alba được về. Và ngày hôm đó rõ ràng là các chị làm đó phải làm cho tới 7 giờ 15.
Và khi mà gần 6 giờ rồi đó, cái chị làm chung với sư cô người Việt Nam, chị cũng biết là sư cô nữa. Tại vì trùm kính mít 3-4 lớp đồ bảo hộ, còn lớp mặc áo lạnh nữa, không hề biết sư cô là người là sư cô. Nhưng mà chị thở dài một cái, chị nói là chị mệt quá đi, chị đói bụng nữa. Tại vì Covid nên không có cho ăn lỡ bữa đó, người ta không cho đem đồ ăn đến nữa luôn. Thì cô tự nhiên cô thương hai chị Việt Nam gì đâu luôn á. Tự nhiên mình thấy là vì các bạn làm không tốt, mà bây giờ các chị vừa đói vừa mệt, mà các chị vẫn phải ráng đứng. Mà mình tới 6 giờ là mình gần quỵ xuống luôn rồi, mà các chị vẫn phải đứng tiếp tục làm. Thì trong lúc đó các chị vẫn tiếp tục chửi. Tại vì càng tức thì càng chửi. Cho nên là một ngày đi làm, sư cô thấy rất là biết ơn. Biết ơn cái người đã giới thiệu mình đi làm, để mình mới có cơ hội mà góp công xây chùa, đúng không? Ngày hôm đó sư cô làm rất là an vui, tuy là rất là mệt. Là rất là mệt, nhưng mà cô vừa làm vừa niệm Phật. Và mình biết là mình phải cố gắng làm thật là nhanh, để cho người khác không có bị phiền não vì mình. Và như vậy cô có bình an không? Có, dù là ông quản lý ông mắng, chị truyền trưởng chị chửi tục, xung quanh có những cái đứa mà nó làm mà giống như kiểu mà để đẩy cho mình, nhưng mà cô cũng không có bức xúc gì hết. Và một ngày làm việc của cô kết thúc trong rất là nhẹ nhàng và rất là nhẹ nhõm. Mà tâm mình nhẹ nhàng thì thân mình nó cũng bớt mệt mỏi. Khi mà bước ra nhìn hoa sao nhái nó nở vàng, nhìn cái ánh mặt trời nó chiếu xuống như vậy á, tự nhiên lòng cô nó thấy nhẹ nhõm. Và hôm đó mọi người biết cô rất là có một cái đặc biệt là không có tìm được đường đi, đúng không? Cho nên cô phải đi bộ 3 km mà không tìm được một cái bến xe buýt hay bắt được một chiếc taxi nào. Đi bộ gần xỉu luôn, làm suốt một ngày rồi đi bộ gần một tiếng đồng hồ mới tìm được một chiếc taxi chở mình ra bến tàu để về. Nhưng mà mình vẫn có bình an. Còn trong khi đó thì khi mà đỉnh điểm cao trào thì có một em anh ba cũng người nước ngoài đó, em bỏ về luôn. Nghĩa là em tức quá, em bị mắng như vậy thì em tức quá, cái ngã của em nó chạm vào cái tự ái của em nên em bỏ về. Cuối cùng là sao? Em không nhận được tiền lương ngày hôm đó, và quản lý người hàng mắng một câu này, đến cả lựa rau mà còn không làm nổi thì nó đi khắp nước hàng này nó cũng không thể kiếm ra tiền đâu. Nghe nhột ghê. Ví dụ như là giờ mình thấy không, cái việc mà căn bản như vậy mà không chịu đựng nổi mà bỏ về như vậy, người ta đánh giá rất là kém, và sau đó mình cũng không có tiền luôn, trong khi mình cũng đã làm hết nửa ngày rồi. Đó là một cái trường hợp thất bại, bỏ cuộc. Trường hợp thứ hai, làm tới chiều nhưng mà cái sự làm của mình gây khó khăn, bực bội cho người xung quanh, nó cũng rất là không tốt. Vì ít nhất mình là người trực tiếp gây ảnh hưởng cho những người làm cùng mình. Rồi, hai ba chị Việt Nam đó tâm tánh rất là hiền lành, làm rất là giỏi. Nhưng vì cái sự em đó mà sao mất hết cả cái bình an của mình. Vừa tức tối, vừa bực bội, vừa đói bụng, cho nên vừa chửi tục nữa. Khẩu nghiệp nữa, ý nghiệp nữa, thân nghiệp luôn. Vậy thì một ngày đi làm không có bình an hạnh phúc. Đó là một ngày không đi tu của sư cô. Và trong cái ngày không đi tu đó, cô cũng nhận ra những cái mình cần tu. Vậy mình thấy cái sự mà giữ bình an cho mình, chế tác cái niềm vui trong nội tại của mình có cần không? Đâu phải đợi tới vào trong chánh điện mình mới tụng kinh và thực tập chánh niệm, đúng không? Mình chánh niệm bất cứ chỗ nào mình đến. Vậy thì mình có thể làm tốt được tất cả công việc, đúng không? Và cái sự hiện diện mình ở chỗ đó đem đến sự bình an và nhẹ nhõm cho những người khác, chứ không mang tới gánh nặng hoặc sự phiền não. Người ta đã oán mình trong bụng rồi, vậy có phải mình kết một cái oan trái với người không? Mai đây tự nhiên trên cuộc đời mình lỡ va phải một người, mình chẳng hề đụng chạm họ mà họ ghét mình thôi rồi. Vậy thì mình biết rằng trong quá khứ mình đã từng là một cái nhân gây sự khó chịu cho người khác. Vậy mình không có thể nào mà người ta đón chào mình một cách nhẹ nhàng thảnh thơi, đúng không? Thì đây là kinh nghiệm của sư cô trong một ngày không có đến chùa tu, mà đi tu ở trong xưởng hoặc là đi làm trên đồng ruộng. Thì cô chia sẻ cho quý Phật tử thấy rằng cái việc mình tu tập hàng ngày nó có ý nghĩa như vậy. Khi mà về, đoạn này mới hấp dẫn. Chị đó nói một câu cà khịa cái em kia là: ngày mai mày có đi làm nữa không? Nó nói không, không bao giờ vô đây làm nữa đâu. Em nó trả lời vậy. Chị kia cũng đâu có vừa. Đúng rồi nha, ví dụ mà mày có vô làm nữa, nhớ nha, báo với ông quản lý là không được vô cái xưởng này, tôi không làm đâu, mệt lắm, nhớ nha, nhớ nói giùm câu đó nha. Ý là sao? Chị này có muốn gặp lại em đó không? No.
bữa sau em làm ơn em đi chỗ khác giùm chị, em đừng có vô chuyện chị nữa. Còn cái em kia có muốn gặp lại chị nữa không? Bà đâu khó tính thấy ớn à, bà chửi tôi biết chứ bộ. Em liếc bà một cái mà muốn đứt cái lòng mi không vậy thì. Nếu nó mệt không? Rất mệt. Chị đó quay qua cô nói vậy là mai em đi làm nữa không? Thái độ khác hẳn à. Nói, dạ em đi làm theo ngày á. Cho nên hôm nào người ta phân công á thì em đến cái chị nói chứ ừ ráng nha, ráng đi làm nha. À thế là sao? Người ta có muốn gặp lại mình nữa không? Muốn. Bà chị có muốn giúp đỡ mình không? Muốn. Tại vì mình làm nhiệt tình cho nên khi mà mình chảy nước mũi người ta có quan tâm không? Có. Mới phát hiện ra mình không có đeo bao tay đó. Chứ mình cũng làm cờ ẩn, người ta thấy mình người ta muốn đạp đi cho lẹ chứ người ta muốn cho mình vô không? Ừ. Vậy thì giờ mình về mình tu mình biết làm sao mà người ta khó chịu với mình ha. Ừ. Ví dụ như mà mình hồi ơi mình sống hết lòng hết dạ luôn rồi đó, mà lỡ có một cái đối tượng nào tìm đủ mọi cách để gây khó khăn cho mình thì mình phải biết sao? Kiếp này mình với người đó không có oan trái, nhưng có thể rằng trong một kiếp nào đó mình có gây khó dễ và oan trái với họ. Vậy thì sao? Hồi nãy lúc mình thiền cô nói chưa? Con nguyện nếu như mà con có lỗi lầm gì thì sao? Xin người tha thứ cho con. Vì vô tình hay cố ý mà con làm tổn hại người, con xin được tha thứ. Và nếu ai đó vô tình hay cố ý làm tổn hại con cũng xin được tha thứ. Vậy nhờ tâm niệm câu này nha, để cho đời sống của mình từ đây về sau nó thông dong, nó thảnh thơi. Mình có muốn đi đến đâu người ta ghét mình không? Mình có muốn đi đến đâu người ta cũng thương, người ta đón chào mình không? Muốn chứ, đúng không? Ừ. Vậy cho nên cô kết thúc câu chuyện chia sẻ của cô đây.